cô rất là tinh tế hả? Cô từ ở Sài Gòn lên nha các chị. À, đây đây chú mặc diễn nè, ở đây giống như áo diễn hả? Áo diễn á. Cô ghi phải trong lấy giờ áo hả? Cô ghi là nghệ sĩ du lịch. Ghi tên vô chú vô hả? Bỏ bên hoang, à tên cái chú là phải ghi đúng tên chứ. Em nói cho chú biết tấm thân tình của nhiều cô chú mà dành cho chú Du Linh đến như nào. Bỏ bên ngon. Cởi áo cho chú tập. Giỏi dần quen. Chị hai cô xin lặng lặng. Nhớ mà chị ơi. Ồ có thuộc luôn ha. Pháp danh là tâm 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 giác không? Tâm giác luôn, cái pháp danh luôn. Để cho em biết. Cô ở Sài Gòn lên hả cô? Người hâm mộ tâm danh tâm giác. Cô có bà con gì chú Linh không? Là đứa cháu. À cháu chú Linh hả? Không, cháu cháu có nghĩa dạ. Người hâm mộ của chú Vũ Linh mà thấy cái hình ảnh này họ ấm lòng lắm hả cô? Đây là cháu kết nghĩa của chú Vũ Linh nha cô chú chị. Giác tâm hay tâm giác nè? Tâm giác, tâm giác, tâm giác. Tâm giác, mấy nay nhớ là tâm giác. Cô ghi cái từ Vũ Linh không để cho cô? Ừ, nghệ danh Vũ Linh. Nghệ danh luôn hả cô? Để danh dưới này. Đúng rồi, nghệ danh, cô ghi nghệ danh luôn. Để là khác không có gì tốt. Để được cô nghệ danh Vũ Linh là cô nghệ sĩ ưu tú. Nghệ sĩ ưu tú. Chuyên N ngựa, chuyên cái tắt. N. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đi. Vũ Linh. Hy vọng chú sẽ đầu thai chút xa chút xong cũng mang theo giấy tiền cái bộ này giấy vàng bạc không ghi nữa hả? Vàng bạc không ghi đâu cô, vàng bạc không ghi cô, người ta thương không hết không có giật đâu, không cần vàng bạc không ghi cô, mấy cái vàng bạc nó nhỏ ai giật chứ không phải đâu giật tiền mẫu túi thôi, tiền mẫu túi đốt thôi, với lại xuống dưới làm cho ổng nữa, sao chú biết cắn lại vàng bạc con không thấy ai mà ghi tên lưng của chú. Ông khoái mặt xa xẩu. Còn một cái nữa này, còn một cái nữa, áo trắng đó. À là để chú chúng tôi mặc diễn á. À ở đây là áo mặc diễn á. À tôi con thanh vệ vệ hả? Dạ. Áo này áo rồng quá không? Áo này đi đi diễn nè. Đi diễn á, đi diễn mà. Áo xa xẩu. Dạ. Ôi, cô lật lại coi, có đầy đủ nha. Đó. Cô tại dép rồi cô chú gì dép rồi ai quên. Đầy đủ. Cái tông tông đơ để chú cắt tóc luôn. Đồng hồ nữa. Bây giờ quá rồi. Rồi. Có lá cho cậu rồi. Lá nữa hả? Lá bữa giờ cậu hút quá trời luôn cô. Hại phone nha mấy vị ơi. Hôn luôn đó. Cúc lá. Sẵn rồi cúng cho một có bài vết. Ba số luôn. Nào quý vị có cái lượng nào nữa. Đúng là cháu, đúng là cháu của chú, cháu kinh nghiệm của chú có khác ha. Biết được chú có thích bài số 5 luôn. Bài thuốc mà chú Linh rất thích. Cô nhận cô không có sự ôm vô. Rất là chú đáo. Có dùng nữa nè. Dạ, có dùng nữa. Cô dùng luôn. iPhone 14 nữa cô ha. Dép, dép. Hai rồi luôn. Cái điện thoại Samsung. Samsung. Gốn hả? Để vậy đi, ngồi nó về xuống tàu xuống. Bóng bờ có mắt luôn hả? Lóc rồi. Lóc luôn. Lóc luôn rồi. Ở dưới có wifi rồi. Ở dưới có wifi rồi. Bắt dưới chú xài nữa. iPhone mà. Chú dưới cũng có tiền điện thoại à. Chú ra chú kích hoạt được mà. Là cô thôi cô thay cái sim mà. Dạ. Đi. Chú có chim luôn rồi. Mình để chim của chú. Dạ. Chị. Như là 4G. Chim 4G. Dạ xài sim 5G. Cái này em tháo em vậy. Đã đừng tháo cho con. Để cho bà con người ta đốt luôn. Dạ đúng rồi. Đó đừng đừng rồi. Anh nhỏ thì để nó bay cái hương đó. Đó ok rồi đó. Con rút mấy cây. Con rút 3 cây con đốt bên này bên kia. 6 cây thôi đó. Rồi cô vô nè. Cô vô cũng là chèn, là chèn. Cái điều lệnh như vậy. Làm rớt luôn nè. Ông xuống ông khâu lại. Đức
Cô có mang theo kim chỉ không cô? Cái này dán không em? Dạ, dạ có kim chỉ. Ở dưới đó là có dịch vụ áo. Có dịch vụ sửa quần áo dưới nữa. Giờ cô cúng cho chú thôi vậy. Rất là chú đáo của đứa chị ơi, hồi nãy rồi em nói thì tôi rất là chú đáo. Cô có mang thuốc lá luôn. Hoa viên các quý vị cũng hỗ trợ cho cái việc mà để cho những cái bàn thờ cúng nha. Rất cảm ơn anh. Chú đáo từ những cái mắt kiến dao cạo râu cái gì cũng có hết. Đâu chị đừng có giục nha chị. Bánh 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 cây đi. Cây đầy quá. Cây được rồi. Cũng rất là đầy đủ rồi. Cây đi. Dạ. Em mua cả bó mấy trăm cây mà lo. Thank you.
Áo dài để cho cô với cô đi nhé. Bao đẹp, áo dài bao đẹp. Nhất từ trước tới nay. Thank you.